ngày đầu giải phóng, việc quản lý xã hội do Ủy ban quân quản đảm trách. Để nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường, cần phải thiết lập lại hệ thống dịch vụ công trong các lĩnh vực dân sinh, đặc biệt là giáo dục, giao thông và y tế. Thế là hàng nghìn cán bộ của miền Bắc được cử vào miền Nam công tác. Đường phố Hà Nội chứng kiến nhiều cuộc chia tay lớn. Gắn bó bên anh vì miền Nam rừng xây dục ra ta bước thêm nhanh. Chào bình minh phương đông. Không chỉ chi viện về người, miền Bắc cũng phải chi viện cho miền Nam cả về phương tiện vật chất. Những đoàn xe cứu hỏa xuất phát từ Hà Nội lăn bánh hướng đến nhiều thành phố mới giải phóng. Nhiều ấn phẩm cũng được chuyển vào miền Nam, trong đó có sách giáo khoa, báo chí và nhiều tài liệu khoa học. Những người được cử vào miền Nam công tác là những cán bộ tâm huyết, nhiều kinh nghiệm. Rất nhiều người trong số đó là đảng viên. Họ nhận thức được rằng có nhiều khó khăn đang chờ họ ở phía trước. Khi mà hệ thống chính quyền ở các địa phương vẫn chưa hoàn chỉnh, họ dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cái thời mà không có ai ăn cắp, không ai ăn trộm. Nhà nào cũng mở cửa, mùa màng xanh tốt, không bão không lụt. Cái lúc đó tôi còn nhớ này, nhà nào cũng vậy, vào là thêm đũa thêm bát, là nếu ngủ là ngủ, sáng mai dậy là đi. Trong kháng chiến, người dân miền Nam đã nuôi dấu cán bộ cách mạng. Trong thời bình, họ lại nhường cơm xẻ áo cho những cán bộ trong những chuyến công tác. Tôi vào trong tôi thấy đấy này, cái hành Bác Hồ là lớn nhất ấy. Bởi vì người ta thấy thế này, đặc biệt trí thức. Người ta thấy Bác Hồ là một cái người lãnh đạo, có thể nói là trước hết là Bác dùng mọi người tài. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất tới với họ đó. Việc chi viện cho miền Nam về nguồn nhân lực, vật lực đã được tiến hành khẩn trương trong giai đoạn nhiều năm sau chiến tranh. Nhiều cán bộ đã mang theo cả gia đình vào Nam. Ở đó, họ tạo lập cuộc sống mới. Vững bước ta cùng đi, nhìn phương xa.